Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại Báo Quốc Từ, thị xã Hòa Thành, Ban cai quản họ Đạo Liên Phường Long Hoa, Long Thành Bắc tổ chức lễ dỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024. Cùng với nhân dân cả nước, từ sáng sớm, hàng ngàn tín đồ theo đạo Cao Đài cũng như nhân dân địa phương trong tỉnh tề tụ trước Báo Quốc Từ để dâng hương, dâng hoa trước bàn thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương. Trong không khí trang nghiêm, lễ đăng điện cúng tế Quốc Tổ được tiến hành trang trọng theo nghi thức tôn giáo Cao Đài. Sau đó, mọi người dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của Vua Hùng, Bác Hồ kính yêu và anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Đây là hoạt động truyền thống có từ lâu đời, trở thành hoạt động văn hóa của tín đồ tôn giáo Cao Đài và người dân địa phương. Chiều ngày 17 tháng 4, Trường Trung học Phổ thông Tây Ninh tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương nhằm giáo dục cho học sinh về cội nguồn dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn. Tại buổi lễ, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã tổ chức dâng đèn, dâng hương, dâng lễ vật mà học sinh các lớp tự làm lên bàn thờ Quốc Tổ. Cùng với đó là tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước do thầy và trò nhà trường biểu diễn. Đây cũng là dịp để nhà trường ôn lại lịch sử hình thành của dân tộc, ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, để từ đó ra sức tiếp nối tổ tiên, xây dựng bảo vệ giang sơn đất nước. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng đã đem lại những khoảnh khắc lắng động. Qua các hoạt động này, giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống của tổ tiên, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước ở các em, xây dựng ý thức tự hào dân tộc và tinh thần bảo vệ đất nước. Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh, ngoài việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đã triển khai hệ thống camera giám sát để điều hành giao thông và phát hiện, ghi nhận các lỗi vi phạm giao thông. Hệ thống camera giám sát này hoạt động liên tục 24/24 giờ. Người dân khi tham gia giao thông, nếu vi phạm luật giao thông đường bộ bất kỳ lúc nào cũng bị ghi nhận và phạt nguội. Một trong các lỗi phổ biến mà người tham gia giao thông vi phạm là lỗi vượt đèn đỏ. Thời gian gần đây, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân chưa cao. Vì vậy, giải pháp mang tính đột phá để kéo giảm tai nạn giao thông là hướng đến ứng dụng công nghệ số cho công tác đảm bảo an toàn giao thông, tạo sự an tâm đi lại cho người dân. Tây Ninh, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, từ lâu đã nổi tiếng với những lễ hội truyền thống độc đáo. Trong đó phải kể đến lễ hội Choi Chen Nam Thơ Mây, hay còn gọi là Tết cổ truyền của người Khmer. Lễ hội Choi Chen Nam Thơ Mây không chỉ là niềm tự hào của người dân Khmer, mà còn là tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Lễ hội Choi Chen Nam Thơ Mây diễn ra vào khoảng tháng 4 dương lịch, thu hút du khách bởi những nghi thức truyền thống độc đáo như cúng dường, rước tượng Phật, tắm Phật, đắp núi cát. Mỗi nghi thức mang ý nghĩa riêng, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Đức Phật và cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Nhận thấy được giá trị văn hóa to lớn và tiềm năng phát triển du lịch, Tây Ninh đang tích cực bảo tồn và phát huy lễ hội Choi Chen Nam Thơ Mây gắn với du lịch cộng đồng. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Tây Ninh đã chọn lễ hội mừng năm mới của đồng bào Khmer, lễ Choi Chen Nam Thơ Mây, để làm thành một cái sản phẩm du lịch, một cái tiêu điểm du lịch. Với cái sự định hướng của nhà nước cũng như các cái cơ quan quản lý nhà nước đó, thì người ta tạo ra được sản phẩm và cộng đồng địa phương người ta tham gia vào trong việc xây dựng sản phẩm đó, thì từ đó đó cái xu hướng bảo tồn nó sẽ được tốt hơn, bởi vì có cái vai trò của cộng đồng. Và người ta thấy rằng là cái ý nghĩa của cái việc bảo tồn đó, thì ngoài việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở một địa phương hay là một cộng đồng, mà sản phẩm đó còn được giới thiệu quảng bá rộng rãi, và cái hiệu ứng đó là cái lợi nhuận kinh tế mà họ thu được khi họ tham gia vào các hoạt động đó. Du lịch cộng đồng được xem là hướng đi mới, giúp du khách có những trải nghiệm chân thực, gần gũi với văn hóa Khmer, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Choi Chen Nam Thơ Mây. Thì tôi thấy rằng là trong thời gian trong tương lai đó, thì ngoài cái du lịch hành hương
và du lịch văn hóa cũng là một trong những cái sản phẩm rất đặc thù của tỉnh Tây Ninh, trong đó là công nghiệp văn hóa sẽ thúc đẩy cho cái việc phát triển du lịch cũng như là tạo thành cái sức mạnh kinh tế để biến du lịch trở thành cái kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà. Lễ hội Tròn Trăng Năm Thơ Mây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Khmer tại Tây Ninh, trong tương lai sẽ là hoạt động thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế xã hội địa phương. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nhà máy điện khí muốn được cam kết huy động sản lượng dài hạn, nhưng điều này có thể gây rủi ro tài chính, tạo áp lực lên giá điện. Cụ thể, báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay đã đàm phán hợp đồng mua bán điện với dự án điện khí Nhân Trạch 3 và 4, bắt đầu đàm phán với nhà máy điện khí Hiệp Phước. Song, họ gặp vướng do chưa thống nhất được tỷ lệ bao tiêu sản phẩm, tức là cam kết sản lượng huy động điện từ các nhà máy này. Theo EVN, các chủ đầu tư điện khí luôn đề nghị thống nhất tỷ lệ này ở mức 72-90% trong toàn bộ thời gian hợp đồng. Tuy nhiên, EVN cho rằng chấp thuận điều kiện này sẽ gây rủi ro làm tăng giá điện. Cua lột đông lạnh được giới thiệu nhập khẩu bán tràn lan trên mạng với giá 200.000 đồng một ký, bằng một nửa cua Việt, có nơi bán rẻ bằng 1/3. Cua lột là đặc sản ở các vùng sông nước và khá khan hiếm trên thị trường. Hàng năm, loại này thường có giá cao gấp đôi so với các loại cua thường. Theo các cơ sở kinh doanh, do loại cua này được nhập về số lượng lớn bằng đường tàu, giá rẻ hơn so với nhập đường hàng không. Ngoài ra, năm nay cua lột xuất đi các nước như Mỹ, EU gặp khó nên đổ sang thị trường Việt Nam khiến giá giảm mạnh. Nếu bạn có một đôi giày cũ, một món đồ da cũ, đừng vội vứt đi. Có một nơi sẽ giúp bạn làm mới nó, đặc biệt từ đôi bàn tay khéo léo của những người khuyết tật. Với tên gọi Tiệm Bền Spa Đồ Hiệu, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai giúp những người khuyết tật câm điếc có việc làm ổn định và chấp cánh ước mơ cho nhiều số phận. Hiện tại thì mình làm công việc chăm sóc khách hàng tại bền, thì mình thấy thì cái công việc này thì lại phù hợp, rất phù hợp với những người mà khuyết tật vận động như mình. Hiện tại thì ở đây có rất nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Đối với những người như mình thì bị khuyết tật vận động ấy, thì mình sẽ phù hợp với những công việc như là chăm sóc khách hàng, tư vấn khách hàng. Còn một số các bạn khác chân tay mà khỏe hơn ấy, thì có thể là làm giặt vệ sinh, rồi một số bạn thì khéo tay hơn thì có thể là làm về lĩnh vực túi sơn hoặc là chạy viền lại khâu ấy ạ. Tiệm spa đồ hiệu không chỉ đơn thuần là một cửa hàng spa làm mới đồ hiệu thông thường mà còn là nơi chấp cánh ước mơ cho những người khuyết tật bị tai nạn chỉ còn nửa người, cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn. Thế nhưng giờ đây anh Hảo tự tin hơn khi có một công việc ổn định. Tại thì mình đang làm cái công việc là sửa chữa và phục hồi những cái đồ da cũ như là túi hoặc là giày da, thì mình cảm thấy là phù hợp với những người bị khuyết tật vận động, vì có chỉ cần hai bàn tay thì có thể làm được những cái công việc như vậy. Với dịch vụ phục hồi và làm mới giày, túi, ví chuyên nghiệp, các thành viên của bền đặt cả tâm huyết lên từng món đồ với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường, tái sử dụng đồ dùng và giảm thiểu rác thải. Nên với bền, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, được lao động và làm việc bình đẳng như mọi người trong xã hội với công việc tại đây. Bền xây dựng một cái mô hình là theo kiểu là mình chuyên nghiệp trong công việc nhưng mà lại là như một gia đình chung, tức là những cái tất cả các công việc thì đều có cơ hội dành cho những người yếu thế và những người khuyết tật. Những người đều có những cái giá trị riêng của mình. Vấn đề là mình đặt ở vị trí phù hợp thì sẽ tạo ra được cái giá trị tốt cho chính bản thân và cho xã hội. Bền là cái tên mang ý nghĩa của sự bền vững, bền bỉ. Đó cũng là giá trị mà cộng đồng người khuyết tật ở đây nỗ lực theo đuổi để cùng chia sẻ, phát triển và hạnh phúc. Đến với tiệm, khách hàng không chỉ được chăm sóc, bảo dưỡng cho những sản phẩm của mình, mà còn góp phần vào hoạt động ý nghĩa tạo dựng một xã hội hòa nhập và nhân văn cho người yếu thế, người khuyết tật để họ vững vàng vươn lên trong cuộc sống.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc quốc hội nước này nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel vốn bị trì hoãn lâu nay. Trong khi đó, lãnh đạo Hạ viện Mỹ cùng ngày cho biết cơ quan này đã ấn định thời điểm bỏ phiếu về vấn đề này vào ngày 20 tháng 4 tới đây. Truyền thông Mỹ dẫn lời Tổng thống Biden nhấn mạnh, các đồng minh của nước này đang ở thời điểm then chốt để đối phó với khủng hoảng. Theo ông Biden, mặc dù Kiev và Tel Aviv đều có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình một cách hiệu quả, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ vũ khí và đạn dược từ Mỹ. Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết sẽ tiến hành bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự vào ngày 20 tháng 4. Gói quân sự này đã bị trì hoãn lâu nay, bao gồm 26 tỷ đô la Mỹ dành cho Israel, 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và 8 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển sang Thượng viện để biểu quyết và sau đó được trình Tổng thống Biden ký thành luật. Australia sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới và đưa tỷ trọng chi tiêu quốc phòng của nước này từ mức 2% GDP hiện nay lên 2,4% GDP vào năm 2034. Tài liệu dài 80 trang đưa ra đánh giá không mấy lạc quan về tình hình an ninh khu vực Thái Bình Dương và đề cập đến việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để trang bị cho quân đội Australia. Theo đó, mức chi tiêu quốc phòng sẽ được tăng thêm 50,3 tỷ đô la Úc, tương đương 32 tỷ đô la Mỹ trong một thập kỷ tới. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này sẽ chỉ được giải ngân sau 5 năm nữa. Cũng theo Bộ trưởng Malles, thay vì chú trọng vào khả năng thực hiện các nhiệm vụ gần như hầu hết ở các nước khác, Australia sẽ tập trung vào việc xây dựng lực lượng răn đe có thể bảo vệ các lợi ích của nước này ở trong khu vực, với trọng tâm là việc xây dựng một hạm đội tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình, tăng gấp 3 năng lực tên lửa chủ chốt và phát triển một hạm đội lớn tác chiến mặt nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.